Xong rồi hỏi bệnh nhân của mình xem có thấy đã không, quan tâm người ta chút xem nào. Bác sĩ hỏi bệnh nhân xem là thấy đã không, quê không? Không cần đâu, còn làm nó bên kia. Hai người nào đi xong rồi hỏi xem người ta cảm giác như nào. Ngày có thể làm 3-5 lần hoặc là lúc nào mình đau ấy, mình mỏi á, nhưng mà mỗi lần chỉ cần làm vừa phải thôi, từ 20-30 lần tại một chỗ thôi. Mình cứ cầm làm sao mình thuận tay nhất là được, mình cầm mình thấy thoải mái nhất. Cảm giác sao? Sướng lắm, đem vào lưng. Quan tâm đến bệnh nhân của mình chút, hỏi xem người ta cảm giác nào. Có cần mạnh tay hơn không hay là nhẹ tay hơn? Hỏi bệnh nhân của mình xem thế sao rồi? Chị thế sao? Sướng. Mình phải hỏi xem trước khi nào người ta đang như thế nào, sau khi nào như thế nào. Vừa rồi có đang mỏi không? Bình thường ấy, em thì rất là đau mỏi, nhưng mà em mỏi cái này thì em xoa nóng, em dây vào những huyệt, tức là buổi chiều khoảng 4 giờ có những lúc cũng cảm thấy không thể thở được. Nhưng nếu có này thì nó hiệu quả rất nhiều, nó thoải mái, dễ chịu hơn. Đỡ mất sức đúng không? Mà nó đều hơn. Nó được sâu hơn, mình sẽ xoa nóng tay áp vào hoặc là dây cho nó phát nóng lên ấy. Ấn lúc nào thì nó cũng dễ chịu. Đến lúc nào cũng giơ tay lên cổ cái. Cái này thì nó hiệu quả hơn, cảm giác nó dễ chịu hơn. Cái này là lăn mặt, là lăn mặt thì cầm bút ạ? Cầm như cầm bút, như thế thoải mái. Được. Sống. Được, nhẹ nhàng thôi. Sống hết. Thế là nếu như là chướng cái thoải mái. Hằng ngày lăn như thế. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và tí nữa mình sẽ học đến cái búa to này, rồi học đến lăn sừng chung này, nó sẽ hỗ trợ thêm. Ví dụ cái vai của mình đang đóng thì đừng tảng, mình dùng cái búa ấy, dùng cái đầu đệm để mình khai thông, rồi mình sẽ dùng cái đầu gai để mình làm mềm nó ra, thì nó phối kết hợp với cái này nó rất nhanh. Thế đâu mình chỉ làm cái này thôi, rất là đơn giản. Nếu mà đau đầu thì lăn thì không phải lăn đầu. Đau đầu thì mình sẽ có cào, cào hoặc là sẽ có con bọ, bọ to hoặc bọ nhỏ. Lúc mà em đau đầu ngày xưa thì cứ móng tay ấn vào hai cái thế này, bây giờ những cái này thì quá là sướng được. Trước móng tay ấn vào rồi nó sâu quá mà chán, nhưng mà nó đỡ rất hiệu quả. Cũng đau đầu ấy. Do thoái hóa này. Vâng, do thoái hóa là kiểu như thay đổi thời tiết thì cũng hay bị đau đầu ạ.
như là mai mà thiếu máu thì não nó gây ra nhiều vấn đề. Học cái này cứ dỗi lúc nào lại lôi đồ ra chơi. Cái đấy mình sẽ hỗ trợ được. Tại vì có một bệnh nhân hôm nay em đi thăm, đi thăm mẹ của bạn đã từng quay phải một hai mắt rồi. Sau đó thì là bây giờ đang hồi phục và mở một cái mắt và thì họ là để chữa được năm ít rồi. Làm gì có chuyện, thế sau đó là mình sẽ làm thử xem, làm thử xem có bình tĩnh. Không chả sao cả. Được chứ. Mình cứ làm ở chỗ nào cũng được. Mặc dù làm trên lưng thì nó hơi bé thôi. Trên lưng nó không đã. Mình làm ở trên cổ gáy này, trên các chi này. Còn nếu mà không có lăn sừng đôi to thì mình dùng cái này thay thế cũng được. Nó cảm giác sao? Mình cứ tác động như này thôi. Tác động vào đâu thì phải học. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Rồi sẽ có. Bình tĩnh. Mày hỏi bây giờ có trả lời không là được. Được. À, vừa nãy ai đang mỏi cổ vai gáy phát biểu xem nào. Đấy. Em cũng bị mỏi cổ vai gáy à? Em bị chắc là thoái hóa. À thế à? Cái cảm giác giờ sao? Thấy thoải mái á, sảng khoái. Sảng khoái. Là người khác. Cô thì sao? Cô cũng bị mỏi cổ vai gáy à? Mềm hẳn. Và cô này cô làm cho nó mềm thẳng. À, cứng hơn cái lúc đầu. Vừa nãy là cứng. Nó cứng đây. Nó mềm nóng. Nó nóng lên rồi mềm ra. Ai vừa nãy đang bị mỏi cổ vai gáy phát biểu cảm tưởng à? À. Ai? Đã được chí. Chia sẻ với cả lớp là ngày hôm sáng nay thì là tôi dậy tôi làm cái động tác như thế, hai động tác sau mặt đúng theo cái clip luôn. Thì xong thì thật sự là tỉnh táo bởi vì là mọi khi vẫn dậy rất sớm, dậy cũng làm nhưng mà làm qua quýt những cái lằng nhằng tức là chưa thầy có bài bản. Thì đến lúc thường tôi đun ra thì buổi sáng tôi lễ thì là nó vừa lễ vừa buồn ngủ cứ ngáp. Thế xong là hôm nay thì riêng duy nhất hôm nay chưa không buồn ngủ một tí nào, tỉnh táo thoải mái mà từ sáng đến trưa luôn, mà trưa thì làm việc xong thì đi một đám hiếu. Nhưng vào đám hiếu thì không hề thấy buồn ngủ một tí nào, mọi khi nếu không được ngủ trưa thì buồn ngủ cực kỳ. Là một, thứ hai là mọi khi tầm đến khoảng được buổi trưa sáng là bắt đầu nó thoái hóa xuống lưng, bắt đầu là ê cái lưng này, nhưng mày không hề thấy một tí nào, đến bây giờ cũng không chưa thấy ê lưng gì không hề. Riêng động tác sau mặt hôm nay làm đúng chuẩn chỉ luôn. Bài hôm qua học ấy. Bài hôm qua học ấy, sáng nay dậy làm đúng như thế mà làm nóng cái này nên thì đúng là cảm giác là cả ngày hôm nay không hề thấy cái động tác, mọi khi là ê cái lưng này, tay xương gân nó ê ẩm, nhưng hôm nay không hề có cảm giác ê ẩm tí nào, thoải mái từ sáng đến giờ thì thoải mái. Đến lúc buổi chiều đi về thì đi đến quá giờ, 1 giờ chiều thì nó cũng bắt đầu lại có một cái cuộc họp học học nghị quyết hay tại lại vào trong hội trường lúc đấy mình ngủ lắm, xong lại nhớ đến cái động tác là xoa mặt, làm vài động tác cũng đủ hết nhưng mà nó tỉnh ngủ luôn hết. À, bây giờ rồi, mình có nghĩ là uống cà phê không ạ? Hôm nay thì không phải uống cà phê nào. Giờ mình là người có nghề rồi. Người khác vừa nãy ai đang bị đau mỏi cổ vai gáy à? Phát biểu ra này. Em. Ừ, vai gáy sao? Mình cảm thấy mình nó thư thái à? Thư thái. Tức là cái này nó còn trên cả massage, massage này cảm thấy thư giãn, rồi cái này nó trị bệnh nữa. Trị bệnh tác động sâu bên trong. Mẹ, vì mẹ em ở bị đau vai gáy lâu rồi. Rồi cô thì thấy sao? Cô đang bị mỏi cổ vai gáy không? Thấy nóng người. Thấy nóng người à? Tức là không ngờ cái sức ấn nó sâu vậy đó. Vâng. Nó đều. Đầu chỉ nghĩ là nó nhẹ thì nó bé thì ấn. Mọi khi bóp bằng tay nó không đã như thế. À, mình có vũ khí. Mà nó mệt hơn. À, mệt hơn, đúng rồi. Mỏi lắm, nó không được sâu. Cái này thì cái tỳ, tự tỳ nó rất là dễ chịu. Cái này nó đều và nó sâu hơn. Cầm dễ chịu. Cái huyết áp thì mình sẽ có bài làm hạ huyết áp trước, sau đó mình vẫn dùng cái này. Tránh hệ.
Vâng. Hạ huyết áp trước, làm cái chiêu vuốt như vừa nãy trước. Nhưng mà sợ thì mẹ cứ sợ là nó lên. Thì bây giờ thì làm những cái này để cho đỡ đau hay cái thì làm. Phải hạ huyết áp trước. Sử dụng cái này nào. Hoặc còn thì trước lúc nào mình phải đo huyết áp. Mình phải luôn có máy đo huyết áp để mình kiểm tra. Thì mình dùng đồ nào cũng được. Dùng dụng cụ nào cũng được. Lúc đấy mình căn cứ vào cái tác dụng của dụng cụ. Ví dụ cái ăn sừng đôi nhỏ này tác dụng rất tốt trong chữa cổ vai gáy này. Thì mình sẽ dùng cái này. Rồi, xin chào.